Đó, đàn chó sáng cho ăn uống rồi thì ngủ nghỉ hết rồi. Đó, bé Hồng Ngọc hôm nay là khỏe rồi cả nhà, nên hôm nay là tới ngày mình chở bé Út đi bác sĩ. Nói chung là cái nhà này nói chung là cần rất là cần làm, nhưng mà thời điểm này thì không làm được. Nói chung là không có cho ai vô nhà mình hết đó cả nhà. Người thân, người quen hoặc là anh em nào giúp đỡ mình cũng không có cho vô nhà. Nói chung là mình rất là sợ bây giờ. Ngay khu vực nhà mình bây giờ làm như nhà ai nó ở cả nhà, không ai tới ai hết á. Đó. Đó thì các bạn biết tình hình nó rất là căng thẳng. Nói chung là bây giờ mình ở nhà được xuyên, không có đi làm mướn nữa. Nói chung không ai mướn mình làm nữa đó. Bây giờ con người tới với con người bây giờ là phải cách ly. Đó, vậy đó thì các bạn tự hiểu là mình cũng cũng đang làm cây kiển nhưng mà không ai mướn hết á, ở nhà luôn. Đó thì bây giờ ở nhà thì chăm sóc đàn chó tốt hơn chút. Đó thì hôm nay mình điện thoại cho bác sĩ thì bác sĩ có nói giờ quản thì mình ẩm bé Út lên, mình kiểm tra định kỳ và vô một mớ thuốc bổ cho bé Út. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ. Đó thì bây giờ mình sẽ chở bé Út đi khám định kỳ. Bé Út rất là yếu, ăn cũng không được nhiều. Bây giờ mình bỏ bé Út vô cái thùng. Nói chung giờ con mình không lẽ giờ chở nguyên cái thùng kia dàn dàn quá. Rồi bỏ ở đây mình bỏ lên cái đùi mình ngồi mình chạy. Đó thì sáng trời cũng chuyển mưa u ám cả nhà, thì sáng giờ quét dọn sân bãi cỏ rác ôi ê hề luôn. Đó, dọn chuồng trước chuồng sau xong bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Nên chẳng kiếm cho bé Út cái áo nào có được đẹp đẹp mua cho bé Út một cái. Nói vậy là chạy đó. Thôi xin dừng video tôi đây để mình chạy xe cho nó an toàn cả nhà. Thôi xin chào. Mình bây giờ mình chở bé Út đi khám. Rồi tới rồi. Rồi mời hành khách vô. Ngủ luôn rồi. Đó, thức rồi hả? Sao mà không sao không triệt sản cho kêu ổng đi triệt sản mà dám đi nuôi dám đi không có ấy vậy đó, không chăm sóc mình sao dám bỏ tiền lên triệt sản được. Không có, không cho ăn cũng không có đầy đủ nữa, em cho ăn không đó. Trời ơi, nãy giờ đi tiêm mấy mũi kháng sinh rồi bổ rồi truyền nước biển nữa. Đó thì bé bây giờ thấy cũng khá nè, không khá hơn rồi nè. Đó, thì sẵn chạy ngang công viên luôn thì cho bé ghé thăm công viên chơi, biết biết thế nào là công viên. Đó.
Thì hồi đó mấy anh chị lớn cũng ghé ở đây chơi nè. Mình này hay đi tiêm phòng xong rồi mình chở mấy bé ghé ngang đây chơi. Bây giờ không có một bóng người luôn cả nhà. Ghê không? Không còn một bóng người. Thì nói chung là tình hình bây giờ căng quá căng luôn. Không có bóng người. Hãm đài là người cách người 2 mét chứ giờ là người không còn một bóng. Đó, bé mệt rồi thả xuống chơi chơi mà không đi luôn. Đi chơi đây. Không kìa đây chơi. Mấy anh chị hồi đó chạy tưng tửng luôn á. Bác sĩ cũng cho mình nói bây giờ có cái gì cho bé này cao cấp nhất đó, thì bác sĩ cũng đưa cho mình hai ống này là hai ống dạng mà dạng thức ăn mà dạng như sạch sạch làm như kẹo keo vậy đó. Đó là tháo này ra để bơm như từ từ. Chứ không phải này là nước để tiêm mà này dành là dạng thức ăn. Đó là một lần cho ăn cả phân này nè, là cả đầu ngốt gì đó, là cách tiếng ăn lần. Do bé bây giờ không ăn nên chỉ có tràn nước biển và cho ăn cái thức ăn này. Sao khỏe không? Nằm đây, ai cho nằm đây? Thấy tỉnh tỉnh rồi nè, vô miếng là khỏe à. Quá yếu. Chạy xe tim đập phần luôn nè. Nãy giờ cũng trời chuyển mây đen thùi. Qua mình cũng tắm bé bằng cái khăn đó, mình chà mình rửa mình lau sạch sẽ luôn để lên ông bác sĩ ổng chê út sao, ông nói út bị dơ sao, nhưng mà chưa được tắm trọn vẹn. Tắm là phải mình bỏ vô cái thau mình ngâm mới bắt đầu cái cơ thể nó ấm lên, nó mát mẻ. Thì hôm nay kêu bác sĩ kiếm hên còn đúng cái nhỏ siêu nè, chứ cái loại này ít có bán, không bán loại bự không à. Hên đã đời cũng lục, năng nỉ cũng lục để chứ giờ ráng đi. Nó giờ phải có cái áo mặc đỡ chứ bây giờ tiêu bác sĩ ơi cái ông đi kiếm cũng lục tan nát cái phòng luôn. Chân nhỏ xíu vậy mà mấy con kia nở lòng nào cắn chân thằng nhỏ.
Chào, phải không? Nhìn cũng đẹp trai với bộ giỡn ha, mà sao bệnh hoài ta? Rồi, lâu lâu cho bé Út đi chơi. À, giờ chuẩn bị về nha. À, hôm nay cho bé Út đi chữa trị xong ghé công viên trước cửa nhà mình đó cả nhà. Rồi thì giờ mình về thôi. Để mất công trời mưa thôi Út ơi. Ở đây nhiều cũng không được nữa, biết sao không cả nhà. Bây giờ mình thấy người là mình sợ à, mình né, không có cho đụng. Mình thấy bé Út tỉnh tỉnh hơn nãy rồi, mình thấy mình mừng. Ngày mai quẩn quẩn nữa là sáng là dọn chuồng vệ sinh rồi bắt đầu cái mình chở bé Út đi. Thôi bây giờ mình lên đường đi. Sẵn mình chạy vòng vòng cho các bạn xem là cái quang cảnh ở khu nhà mình là bây giờ là người không có luôn, trốn hết rồi, không có ra đường. Có mình ra đường tại vì lý do là chở mấy đứa này đi bác sĩ nè, bác sĩ cũng hẹn giờ, không muốn cho gặp. Với vô cái chỗ của bác sĩ là cũng phải đo cái thân nhiệt đứa, ai mà bị nóng sốt hay gì đó là đừng có hòng vô. Đó thì quang cảnh ở đây các bạn thấy không có một bóng người luôn, không có quán xá nào chứa ai hết á. Thôi xin dừng video ở đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì cả nhà xem thì bấm cho mình một like, chia sẻ kênh cho nhiều người biết nha cả nhà, để cho mọi người xem. Tại cái mùa này khó khăn quá, mình bây giờ là mình có đi làm kiểng, nói chung là bảo trì kiểng cho khắp nơi luôn, ai điện thoại mình tới, nhưng mà bởi thời điểm này thì bó tay rồi, không ai dám điện mà thì mình chỉ từ xa mà, chứ không ai kêu mình dám tới nhà nữa, chứ mình không dám tới nhà thôi, sợ trên đường đi dựng đường xanh đỏ mất công bị dính. Thì bây giờ cũng bó tay rồi, mình gia đình mình thì không có nhiều, nhưng mà đàn chó thì quá đông. Không có gì để ăn nữa đó, thì mình không biết sao giờ. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp. Nói giờ ở ngoài đường là không có bóng người luôn á.